Có đỉnh chưa? Cái bên đấy à? Cẩn thận nhá. Ai ta khổ. Ai tát hộ cả? Lên thấy nhìn ông là thấy đỡ đỡ hẳn thì cũng không có lo mấy cô bác à, chỉ sợ là nhầm thuốc là càng bôi thì nó sẽ càng bị lan rộng ra, nó sẽ kiểu như kiểu là không có hợp thuốc ấy. Cháu được xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về, có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tiết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà cô chú anh chị và tất cả khán giả trên kênh bạn em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Cháu Lực xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh bạn em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác anh chị, hôm nay thì cháu Đức đến trên nhà của hai ông cháu thì khá là muộn một chút các bác. Hiện tại thì bây giờ đang độ tầm là gần 6 giờ rồi, gần 6 giờ tối rồi. Đấy. Và sáng hôm nay thì cháu Đức sáng hôm qua thì cháu Đức cũng có đem thuốc lên cho ông của Sử. Ông của Sử thì ông nọ là không biết là đi lấy củi bị làm đi như thế nào, đi đứng như thế nào là bị ngã, cho nên là nhìn cái đôi mắt của ông thì có vẻ là sưng lên khá nhiều, và cháu Lực cũng đã mua thuốc lên cho ông là một chút thuốc để mà bôi để xem là hôm nay thì cháu Lực lên thì xem là mắt của ông đã đỡ hơn chưa, và đồng thời là cũng là xem em Sử qua cái thời gian tết vừa rồi ấy, mấy ngày cháu Lực không có gặp ấy, thì là xem là em ấy có ở nhà không. Hôm nọ thì cháu Lực lên thì cũng chưa bắt gặp em ấy lần nào các bác ạ. Tại vì là trên nhà của em Sử với em Hải thì vẫn chưa hết Tết của bác ạ. Đến ngày mùng 10, đến ngày mùng 10 âm thì mới hết Tết. Đấy, vừa mới bước vào thôi đã nhìn thấy là một cái ngôi nhà mà vào ban đêm thì cũng phải nói là khá là sáng và khá là nổi trội của bác. Hiện tại thì vẫn còn là sương mù khá là nhiều của bác ạ bây giờ ấy. Không biết là ở dưới xuôi các bác như thế nào, không biết là hai anh em là liệu bây giờ có đang ở nhà dưới không hay là đi ra đâu chơi rồi. Đấy thì xin mời các bác cùng cháu Lực đi vào đột nhập và đột kích đi vào xem là buổi đêm thì ba ông cháu ở nhà là làm cái gì khi mà ngôi nhà đã hoàn thiện tất tần tật rồi. Tại ở đây thì cháu Lực cũng khi mà lắp đèn xong ấy, cháu Lực cũng muốn ghi hình lại một chút về cái cảnh đêm, xem là đèn khi mà được các bác hỗ trợ cho thì là sáng như thế nào. Đấy, hiện tại thì bây giờ còn đang sương mù các bác nhá. Đấy, hai cái bóng đèn ở ngoài thì được là hai chị là Nguyễn Thúy mua cho em, mua cho các em. Ôi, có vẻ như là nhìn thấy có xe ở nhà khá là nhiều các bác ạ. Đấy, không biết là xe của ai mà nhìn biển thì vừa là một phần là biển ở tỉnh khác. Ôi, Sứ à. Ôi, bây giờ thì đi vào đường là cửa chính luôn các bác. Ôi, có vẻ như là có bạn vào chơi nhà Sử hay sao ấy, có khác là nhiều. Ôi ôi. Ôi, anh chào hai anh em nhá. Vâng, chào anh ạ. Rồi. Mình nhà ngồi đi. Rồi. Cháu Sử xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Cháu Hải xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Rồi, ông đi đâu rồi? Ông ở nhà cũ ạ. Ông ở nhà cũ à? À, vẫn là phải một người xuống trong nhà cũ à buổi tối ấy. Vâng. Tivi này sao không bật đấy? Mất điện rồi. Mất điện rồi á? À? Ôi, anh lên trên anh thấy có điện mà. Không biết không? Ồ. Không có điện. Cả ngày hay là như nào? Cả ngày. Cả ngày rồi à? Vâng. Ồ. Thế hôm qua thì anh lên gặp em Hải rồi. Thế thì Sử thì cho anh hỏi Tết vừa rồi thì Sử đi những đâu chơi có vui không? Có. Có à? Vâng. Thế thì đi chơi này thì đi tận đâu, đi xa không?
Không xa nào, gần gần đấy. Gần thôi à? Vâng. Có chơi những cái trò chơi dân gian hồi nào không? Có ạ. Có à? Thế là hay chơi những trò gì? Biết nói không? Cái kia ấy. Không biết ạ. Cái kia à? Đánh cù á. Đánh cù. Anh Hải thì làm luôn một bộ nguyên là cái này là con gì đây Hải? Yeah. Siêu nhân đấy nhỉ? Bộ này thì như là ai mua cho? Anh Trình. À, hôm đấy là bộ này là hôm nay anh Trình đưa đi mua đúng không? Ồ, thế điện là anh nhìn thấy là kia có điện mà. Không biết. Ừ, thế là hai anh em ăn cơm không chưa? Chưa đã. Chưa à? Thế là ông ở dưới nhà thì đã đỡ hơn chưa? Đỡ hơn rồi. Đỡ hơn rồi à? Thế hôm nọ là hai anh em với lại ông là đi lấy củi xong là ông bị ngã à? Vâng. Ờ. Ô, anh thấy ở cái bên kia có điện mà. Đấy, nhưng mà mất điện thì mới nhìn thấy là tận dụng lại cái bóng đèn năng lượng mặt trời được các bác này. Đấy, cũng có thể phải nói là sáng hết cả cái khu nhà luôn. Ở bên này thì cũng có thêm là một cái bóng đèn năng lượng mặt trời nữa. Ở đây thì cháu Lực cũng muốn là lên xem là các em đến buổi đêm ấy thì xem các em là khi mà hoàn thiện ngôi nhà ấy, thì là lắp bóng đèn năng lượng mặt trời thì có sáng không. Hay thì mấy em mình lên xem trên xem điện một chút nhỉ. Vâng. Rồi Hải thì máu khoác không hay là Hải ở nhà không? Bây giờ thì Hải ở nhà nhá, Hải ở nhà xong là cầm điện thoại nhá, xong tí nữa anh điện nhá. Rồi tí cầm điện thoại xử nhá. Rồi xong là tí nữa anh điện. Đấy, mất điện thì nhìn ngôi nhà thì vẫn còn cũng khá là sáng rồi cô bác ạ. Ô, xe này xe của ai nhiều đấy xử? Xe của máy kinh nghiệm ra về đây chơi ngủ nhà chú lấy điện đây. Đi hộ nhà chú á? Đi nhà chú ngủ ấy. Đi nhà chú ngủ á? À? Nhưng mà anh em nhà chú à? Vâng. Nhưng mà thế buổi tối là có ngủ đây không? Không ạ, đi. Ôi, à đây, anh tưởng cái này mất. Đi nhà chú ngủ. Nó mấy em đi. Next thì đi về đây. À. Thế là xe là để nhà mình đúng không? Vâng. Nhà chú chật quá thì có thể là bảo lên trên nhà mình ngủ cũng được, mình giải ra phòng khách để cho khách người ta ngủ ở đấy tạm. Thì anh em mình đi đường kia nhỉ? Anh nhìn thấy là nhà trên kia là có điện mà không biết là đi xuống nhà xử thì bị mất điện các bác ạ. Hôm qua thì anh lên thì không có gặp xử ở nhà, Hải bảo là xử đi chơi rồi. Ngày Tết thế này thì không thể tránh khỏi được cái việc mà các em mà đi chơi các bác. Nhưng mà các em đi chơi thì cũng làm hết việc nhà xong là mới đi. Thế buổi sáng này thì tầm mấy giờ là đi? 8 giờ à? Thế là làm xong hết việc nhà mới đi đúng không? Cô điện nhà xử là tận đâu ấy? Tận trên kia luôn à? Rồi, sương mù thì vẫn còn là khá là dày đặc các cô bác ấy bây giờ ấy. Ôi, cổ điện nhà xử thì cũng khá là xa phết đấy nhở. À đây là đúng không? À đấy, bây giờ thì đến rồi. Ôi, leo một quả đồi cũng khá là mệt đấy cô bác ạ. À. Là ở bên này à? Vâng. Thế xử xem là cái app của nó bị nhảy không hay như nào? Cái bên đấy à? Cẩn thận nhá. Ai tắt hộ? Ai tắt hộ rồi á? À, thế là bây giờ bên đây nào? Rồi bây giờ đi xuống em điện điện cho Hải xem là có sáng chưa? Em lên tít ra trên đây sửa điện cho Hải đi. Số 514 đúng không? Vâng. Hãy hỏi Hải xem là có điện chưa. Hello. Hải à. Vâng. Có điện chưa? Có điện đúng không? Thế thì anh em mình đi về thôi nhỉ. Vâng.
À, ui, cái nhìn thấy cái dây điện này cũng khá là lằng nhằng ấy nhỉ. Chỗ này thì độ tầm bao nhiêu nhà biết không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 nhà. 8 nhà? Vậy dây điện là bà con thì cô bác này cũng làm mà hầu như là nhìn thấy là như kiểu mắng nhện đấy nhỉ. Vâng. Chứ bây giờ mà nếu mà chỉ người lạ mà làm sao mà biết dây nào của nhà nào đâu. Dây điện là sửa lấy chỗ này đúng không? Vâng, dây này. À, là dây này đúng không? Đây là đi nhà em đúng không? Ui dồi, bây giờ sương mù nó khá là nhiều này cô bác này. Tận gọi là đứng đây chỉ cần cách 1 mét thôi đã nhìn thấy sương mù rồi. Thế đường này ra bên kia là cũng có nhà đúng không? À. Anh thấy là Hải, anh thấy Sử là đi mua thêm là cái bông nháy à? Thế tiền hôm nọ mà anh đưa cho Sử ấy để mà đi chợ đấy thì đã mua hết thịt chưa? Còn một ít thôi à? Thế là hôm nọ là sắm, lại dùng cái tiền đấy để sắm thêm Tết à? Anh thấy là mua bông nháy này. À, nếu mà bây giờ hôm nay là thứ mấy nhỉ? Sang tuần sau là có chủ nhật ấy thì là đi xuống anh lại đưa Sử thêm là 1,2 triệu nhá. Để mà Sử đi chợ nhá. Đấy, ở đây là sẽ là đưa cho Sử là đưa thành là 4 lần. Đấy, có những lần thì cháu Lực cũng đã nói với lại bà Phạm rồi là sẽ đưa được em Sử cùng em Sử là đi chợ, nhưng mà có những lần thì là cháu Lực không có đưa được em Sử đi chợ để cho em Sử là tự đi chợ một mình và mua. Bà này đi chắc là nhà của Sử là sáng nhất thôi nhờ. Vâng. Tại vì là lắp khá là bóng đèn, khá là nhiều cái bóng đèn năng lượng mặt trời nữa các bác ạ. Ở bên ngoài thì có hai cái là hai góc luôn. Ồ, thế là như cái lúc mà mất điện như này thì còn có cái để mà dùng đúng không? Thế là vừa rồi là Sử cũng chưa lên xe mà. Ồ. Là ai tắt hộ à? Hay là nhà mình dùng quá tải cho nên nó tự ngắt không biết đúng không? Đấy, hàng xóm thì bây giờ là gửi xe vào nhà Sử thêm một chút nữa cũng có khá là nhiều. Đấy, bây giờ nếu mà không có sương mù thì nhìn xong nó sẽ khác hẳn hơn. Ôi, có điện rồi đúng không? Thế là bóng nháy của hai anh em là cắm ở đây à? Sử thì bật cái bóng này nhá, nhìn thêm đẹp không? Bóng này này liệu có lên điện nhiều không? Hả? Bóng nháy này nó có ăn điện nhiều không? Không biết rồi. Không biết rồi à? Lắp được mấy hôm rồi nhỉ? Lắp được 3-4 hôm rồi. À. Bây giờ Sử thì thử bật tivi xem nào, xem là có có lên không? Có vẻ là ai nhung nhớ anh sao? À, Hải là đang luôn tìm kênh luôn, luôn. Xem cái hôm mà mình anh em đi chợ đâu đấy, đi sắm Tết đấy. Hôm nay là Hải không có đi nhỉ hôm đấy ấy. À, xem cái hôm mà anh em mình gọi bánh chưng ấy. Nhưng mà hôm đấy cũng không có Hải. Hải là hôm đấy là ở nhà là cũng phụ giúp ông để làm bánh thì nhà là không có đi được đúng không? Vâng. Tập kia là chưa có. Đấy. Lên rồi. Đấy. Đấy, bấm OK là được. Và bây giờ thì có vẻ như là có vẻ như là cái ghế mà cháu được để sang bên này cô bác này thì nó sẽ hơi xa tivi một chút cô bác nhé. Nhưng hôm nọ thì khi mà được các bác ở trên kênh nói với cháu Lực nói rằng là để thấp quá, thành ra là để gần quá ấy, thì là khi lúc mà mình ngồi ở ghế đã hết rồi thì hàng xóm là đi vào đằng sau ngồi thì có vẻ như là người trước mặt nó sẽ che hết ngôi nhà một chút. Và hôm nọ thì mấy anh em mà gói bánh chưng thì cô bác này. Hôm đấy thì Hải thì đang làm bánh ở nhà mình không đi được đúng không? Thế hai anh em thì buổi tối đi xem tivi đến mấy giờ lại sáng nay ngủ?
Đến 8 giờ à? À. 8 giờ là đi ngủ luôn nhỉ? Hải thì chắc là học thì chắc là ngủ muộn hơn nhỉ? Vào trong nhà thì có vẻ như là nói chuyện nó sẽ hơi vang một chút cô bác ạ. Tết năm nay thì ở nhà mình thì có ai đến chơi không? Có à? Có à? Cho anh mượn một tí. Ôi chú của Sử thì lên đây sao nhỉ? Chắc là lên đây chơi đúng không? Vâng. Thế nhưng nhân năm sau thì biết tự gói bánh chưng chưa? Có rồi. Có rồi à? Vâng. Thế ở trong trong làng này thì hầu như là không có nhà nào gói bánh chưng đúng không? Vâng. Chỉ có mỗi nhà Sử là năm nay là gói bánh chưng đúng không? Vâng. Nhưng mà cái đấy là năm, nếu mà năm sau mình làm thì có được không? Được. Là mình làm thì vẫn được thôi đúng không? Vâng. Ở nhà mình thì lá thì có, thì mình tận dụng lá để mà làm bánh chưng. Vâng. Đấy, thịt lợn thì đi mua thêm một chút thịt lợn nữa để mà pha thảo quả, là có thảo quả đúng không? Vâng. Để trộn với thảo quả. Đấy, như hôm nọ mà mấy anh em mình làm ấy thì là làm như nào thì Sử thì cũng đều biết hết rồi đúng không? Vâng. Đấy, năm sau thì hai anh em là tự gói bánh chưng với nhau nhá. Vâng. Năm sau là ngồi nhà mới, có thể là sang năm sau thì lại anh cũng lại lên thấy cảnh mà các em đang gói bánh chưng thì lại cũng lại rất là vui mừng khi mà bà An Phạm là bán Phạm giúp các em để biết thêm cái phần là gói bánh chưng này. Vâng. Thế là như mọi năm là không có gói bánh chưng à? Không có đâu. Chỉ làm một nguyên bánh thôi đúng không? Vâng. Ông thì bây giờ ông thì tí một tí nữa có lên đây ngủ không? Không, không lên đâu. Không lên đâu à? Thế thì mình đi xuống cái nhà để xem ông một chút nhỉ. Vâng. Đấy. Đi xuống nhà xem là ông xem là mắt của ông đã khỏi đã đỡ hơn chưa? Vâng. Thế là có hôm thì ông vẫn ngủ đây chứ hay là ông ngủ xuống dưới hết? Nhà là thay phiên nhau à? Vâng. Thế thì bây giờ anh em mình hai ba anh em mình đi xuống thăm ông một chút nhỉ? Vâng. Xem là ông mắt của ông đã đỡ hơn chưa khi mà bôi thuốc ấy. Vâng. Đấy, ra ngoài là tắt tivi. Đấy, Hải là phải mặc thêm áo khoác rồi đấy nhỉ Hải nhỉ? Vâng. Đấy. À để đây à? Thế thì có cần tắt đi không để cho nó tốn, để cho nó bớt điện một chút? Có. Có à, thế rút đi. Không à, sau này giảm nhiều tiền điện lắm. Dùng xong thì có thể là cất đi, sang năm sau lại dùng tiếp nhờ. Đấy, Sử cũng tắt hết điện đi của bác này, chỉ là để nguyên cái bóng điện năng lượng mặt trời này thôi. Bóng năng lượng mặt trời thì sẽ không có tắt, lúc nào mà mình đi ngủ thì mới tắt được. Bên ngoài thì có lắp thêm cái bóng ở bên ngoài nữa cô bác ạ. Cơ mà là nào con lái nó? Hả? Cơ mà là nào con lái nó? Vụt hả? Có vụt nữa. Hỏi chú bảo là có ai về nhà chú không? Chú bảo là không biết. Chú xuống nhà Sử không? Hả? Xuống nhà Sử không? Ừ. Tôi xem máy hay. Mong là máy toàn á. Điện thoại à? À. Ở đằng sau của em Sử thì nhìn trông như kiểu là đang có ai đốt cái gì dưới kia đấy, nhiều khói quá. Cửa này khóa chưa? Khóa đúng không? Tí là lẻn, tí là sợ có ai lẻn vào trong là mót cái tivi đi cái là không có tivi để mà xem thôi. Hải không biết là có đèn không? Có à? Đột nhập lên trên nhà các em thì nhìn thấy cái cảnh mà tất cả cái bóng đèn năng lượng mặt trời đều dùng và rất là tốt và nó rất là có tác dụng, rất là cần thiết cho gia đình của ba ông cháu. Cái bóng đèn năng lượng mặt trời này thì có thể là khi mà mình mất điện như vừa rồi lúc hiện tại các bác. Đây vừa rồi thì không biết là em Sử bảo là lên trên có người nào về ngắt điện đấy. Không biết là người ta về ngắt điện hay là nó do là gia mình dùng nhiều quá là nó bị sập cái aftermarket đấy, nhưng mà theo như cháu Lực hiểu về cái phần điện này thì
nhà của em sửa ấy, chỉ trừ phi là có cái gì chập cháy thì nó mới bị sập cái automat tổng ở bên trên thôi, nhưng mà nó không có cái gì cháy cả. Nên chị đang nghe nhiều nhất là về cái nghi nhất là về phần là sợ người ta về trộm à lộn, sợ người ta về ngát thôi. Ông thì chắc là ngủ mà nhờ. Ồ, à thấy ông vẫn chưa tắt điện đâu. Chắc là vẫn chưa ngủ đâu cô bác ạ. Ôi, dè nê á? Dạ. Nê á dè? Nó đầy vào được thả à dè? Nó một đầy xa xa xa. Hả? Lắn răng nê lông ạ, cứ nê lông ạ, cứ nê lông ạ. Ồ, là... cũng bị hầu như là đỡ hơn một chút rồi cô bác ơi. Nhưng mà cháu Lực nhìn thấy là vẫn còn khá là nhiều mục thuốc thì cũng vừa mới bôi xong thôi. Giá ơn ta nó hổ miếu là dè nổ. Ừ. Có lên nâng cửa mía nổ. Nâng cửa mía đi lên cái nổ nha. Lên thấy nhìn ông là thấy đỡ hơn hẳn thì cũng không có lo mấy cô bác ạ. Chỉ sợ là nhầm thuốc là càng bôi thì nó sẽ càng bị lan rộng ra, nó sẽ kiểu như kiểu là không có hợp thuốc ấy, thì sợ là điều đấy thôi. Đấy, buổi tối thì vẫn phải là một người ngủ ở dưới nhà cũ của bác ạ, sợ rằng là sẽ có người ta về như lợn nhà em sửa thì vẫn còn là một con ấy, sợ rằng người ta sẽ bị trộm. Anh nhìn thấy ông đỡ hơn thì cũng khá là yên tâm rồi các bác, chỉ sợ là ngày một nặng hơn thôi. Hôm nọ thì bị từ hôm 28 nhà sư nhờ. Vâng. Đây ở nhà dưới thì hiện tại là có thể là để thành kho được rồi các bác ạ. Ở trên nhà mới thì cũng để khá là nhiều rồi. Ồ, đây là có những con thịt đã treo đây nhờ. Đây là để làm thịt treo à? Vâng. Cái thịt này là dùng để ăn dần à? Vâng. Nhưng mà sao không để treo ở trên bếp củi này? Để treo trên kia sợ nó mùi không? Không sợ được. Không sợ mùi đâu à? Vâng. Ông thì hôm nọ là bị từ hôm hai mấy nhỉ? Hôm 28 đúng không? Vâng. Hôm 28 là đi lấy củi à? Vâng. Hôm nọ thì khi hôm qua thì anh lên thì mới thấy là em Hải kể thì anh mới biết. Vâng. Xuống hôm nay thì khi mà cháu được đi xuống cô bác này thì khi mà lấy thuốc cho ông để mà bôi rồi thì nhìn thấy ông cũng khỏi và đỡ hơn rất là nhiều rồi, chứ không có lo sợ rằng là sẽ dùng nhầm thuốc. Ở đây thì nếu mà dùng nhầm thuốc thì nó cũng có một cái hại phải nói là khá là lớn cô bác ạ. Nó bị lan ra. Đấy. Thấy ông mà đỡ hơn rồi thì sẽ không phải là đưa đi viện. Còn là nếu mà như ông mà bị và nó bị nhiễm trùng ấy, bị nhiễm trùng là phải đưa đi viện đấy. Vâng. Không là sau này hỏng mắt đấy. Vâng. Là không có nhìn được ấy. Vâng. Nọ thì mắt của ông thì đi lúc mà bị ngá thì cái gì đập chúng nó có biết không? Không biết đâu. Không biết à? Ừ. Ngá xuống chỗ đấy có đá hay là cây gì không? Có đá thôi ạ. À. Có đá à? Vâng. Ui, cũng khá là may đấy cô bác ạ. Bị ở trên cái phần mắt của ông luôn này cô bác này. À dưới chứ. Bị ở dưới một chút này cô bác này. Đấy, rất là may là nó không có bị đúng vào cái chỗ trọng điểm nhất. Bị vào cái chỗ trọng điểm nhất là sẽ là rất là nguy hiểm. Ông này chắc là ăn cơm xong ấy chắc là đi ngủ rồi. Vâng. Thế là tối là hai anh em lại ngủ trên à? Vâng. Hai anh em là ngủ trên là ngủ một phòng thôi à? Vâng. Thế một phòng còn lại thì là sẽ không có ngủ à? Vâng. Có hôm nào mà ba ông cháu ngủ hết lên trên nhà mới không? Có rồi ạ. Có rồi à? Vâng. À, ông thì có vẻ như là cái chỗ ngủ của ông cô bác này thì rất là quen thuộc với ông rồi. Có thể là ông lên trên nhà mới ngủ đã sẽ bị mất ngủ độ tầm là 1 đến 2 đêm đấy.
Tại vì là ông ngủ ở cái ngôi nhà này độ tầm là hơn hơn mấy chục năm rồi. Khi mà mới làm ngôi nhà này đến thời điểm hiện tại mà chuyển chỗ ngủ phát thì có vẻ như là sẽ mất ngủ. Đấy, như ở đây thì cái ngôi nhà của nhà cũ và nhà mới thì cũng khá là gần nhau thôi. Nếu mà ở đây gọi cái là trên kia là vẫn nghe thấy luôn đúng không? Vâng. Tại vì là có những lần thì cháu Lực xuống thì gọi các em thì là đều là cháu Lực nghe thấy, các em đều nghe thấy hết. Đấy, nó không có xa cho là bao nhiêu cả. Có rất là nhiều các bác ở trên kênh nói rằng là ngôi nhà này sẽ mình sẽ gỡ bỏ đi ấy, nhưng mà sẽ không có gỡ bỏ đi cô bác ạ. Tại vì là mình vừa để làm kho này, vừa để làm kho nữa. Ở đây thì chuồng trại vì vẫn còn ở đây khá là nhiều. Có chuồng lợn này, có chuồng gà này, có chuồng trâu nữa đúng không? Vâng. Bây giờ mà lên trên thì cũng phải là mất khá là nhiều thời gian để mà mình vận chuyển được những chuồng, cái chuồng lên thì nó mới mới ở trên đấy. Bây giờ ở thì còn phải đào thêm nữa, nhờ. Vâng. Hai anh em buổi đêm thì cố gắng xem là xem thời gian đầu xem là có chuyện gì xảy ra không nhé. Vâng. Nếu mà có chuyện gì xảy ra thì đến lúc đấy thì mình mới tính đến cái phương án khác. Vâng. Đấy, như hiện tại thì ngôi nhà của ba ông cháu thì đã xong hết rồi cô bác ạ. Cháu Lực chỉ cần là bây giờ còn là một cái vấn đề nữa là về cái phần công khai tài chính đấy, thì để một hai hôm tới khi mà cháu Lực tổng hết cái phần sổ sách xem lại một lần nữa thì cháu Lực sẽ lên và công khai tài chính. Hôm nọ thì cháu Lực cũng lên và lúc mà chuẩn bị lắp điện đấy cô bác thì là cũng được cháu Lực cũng tổng rồi, là âm tiền vào đấy, là âm cái tiền mà để làm điện nước ấy. Thì rất là may là đến ngày mùng 6 tháng 2 thì được hai chị là Nguyệt Thúy là có gửi cho cháu Lực để mà tài trợ cho Lực hỗ trợ về cái phần mà lắp cái phần điện nước này. Đấy, bây giờ thì ở đây thì chắc là Sử chưa biết đâu nhỉ. Vâng. Về cái phần khoản làm lắp điện nước này thì là được hai chị là Nguyệt Thúy là tài trợ hết rồi. Vâng. Đấy, coi như là không còn âm nữa rồi. Vâng. Đấy, không còn âm nghìn nào vào đấy nữa. Vâng. Đấy, coi như là anh cũng không có được bỏ tiền túi của anh ra để mà lo nữa. Vâng. Đấy, ở đây thì khi mà cháu Lực nói âm ấy cô bác, cũng có bà An Phạm này, bác Kim Hoàng này cũng có nói rằng là trong thời gian tới thì nếu mà không có các bác nào mà hỗ trợ giúp đỡ đấy thì các bác sẽ gửi cho. Thế nhưng mà khi mà cháu Lực hai chị là Nguyệt Thí gửi cho cháu Lực rồi thì cháu Lực mới hai chị Nguyệt Thúy gửi cho cháu Lực rồi, cháu Lực nhận được rồi thì hai chị Nguyệt Thúy mới nói với là cháu Lực rằng cái một cái khoản đấy trích ra là âm hai chị sẽ lo cái phần khoản tiền âm của em cho em. Đấy, để làm sao mà cháu Lực có thêm kinh phí để mà đi tiếp tục chia sẻ những hoàn cảnh mới. Đấy, cũng cảm ơn hai chị Nguyệt Thúy rất là nhiều. Đấy, hôm nay thì cháu Lực đi xuống thì thấy ông sức khỏe của ông thì cũng không có cái gì tháng là nguy hiểm nữa các bác. Và thêm điều nữa là cháu Lực cũng mong muốn là có một cái thức phim nào đấy là lên buổi đêm ấy, xem là các em là đang làm gì và khi mà lắp bóng đèn năng lượng mặt trời thì nó thật sự là có cái công dụng của nó không. Ở đây ở nhà cũ thì hiện tại là có một cái nữa cháu Lực vẫn chưa thể gỡ đi các bác này, vẫn còn tận dụng lại để mà khi mà vừa rồi như trường hợp mất điện đấy, nếu mà có người ở đây thì nó sẽ còn là mình còn là dùng cái ánh sáng này để mà tận dụng được. Đấy, còn là thức phim này cũng khá là dài rồi các bác. Cái kia là hôm nọ làm bánh nè. Vâng. Đâu đưa anh xem là được không? Đấy. Thế thì là trên đồng bào của mình là làm nguyên bánh này đúng không? Vâng. Bánh này thì mang đi xá để sát hay như nào? Mang xá để sát. Đi xá hay sát à? Vâng. Thế bây giờ cứng quá mình muốn ăn thì làm như thế nào? Có một cái hả, mà để đừng có nó xa nhau hết rồi. Một cái à vâng. Thế như bây giờ nếu mà mình muốn ăn thì mình làm như thế nào thì mình ăn được? Cho vào bếp củi đi. Cho vào cái bếp củi là mình chiên lên đúng không? Vâng. Để mình rán lên để như dầu đúng không? Vâng. Thế thì anh hiểu rồi đấy. Đây là có thiệp mời, ai mời cưới đấy? Đấy, ta
À, các bác ở Thân Quang à? À, là mời cưới, thế là Sử có đi không? Xa như này thì liệu có đi không? Không đi đâu. Ồ. Thế hôm nọ thì các bác có lên tân gia nhà mới không? Không lên rồi. Không lên rồi à? Vâng. À. Hay ngôi nhà cũ thì ở đây thì cháu Lực cũng chia sẻ khá là nhiều rồi. Trên này thì có phải nói là khá là nhiều là những cái vết bụi, vết bám đâu. Đấy, còn là cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi các bác ạ. Đấy, chắc là cháu Lực cũng xin phải kết thúc ở đây thôi các bác. Và xin cảm ơn các bác đã luôn luôn đồng hành cùng cháu Lực. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Đấy, bảy thì cũng ra đây luôn. Đấy, còn bây giờ thì cháu Lực cũng xin được nói lời hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Chào sự chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào hai, chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Đấy, vừa là nhìn thấy bảy ấy, có cả cô chú của thím, cả thím của Sứ nữa. Ây, bảy ơi, mặc đẹp thế nhỉ? Ra đây chú xem nào. Ây da, ây da. Cái này là dùng để mua hay là tự làm? Hả? Hả Sứ? Mua thế ạ. Mua à? À, cái bộ váy thì mua. Cái bộ váy thì bao tiền có biết không? Anh đang nhìn mua trang phải cho nó chỉ khóc rồi bảy nhớ xin bộ. Biết đâu à? À. Ý chỉ đâu của nó. Một bộ 400. Ôi dồi. Khá là đắt đấy nhở? Đấy, như cái bộ truyền thống đồng bào dân tộc Mông thì khá là đắt của bác này. Bảy thì năm nay cũng được là độ tầm hơn 5 tuổi thôi. Thì những cái bộ này đã hơn được 400-500 nghìn rồi. Đấy, bảy thì chào các ông các bà cái nhở? Con chào các ông các bà. Rồi.